Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay cũng là rỗi rỗi một chút cho nên là tôi sẽ chạy thử viên pin mà vừa mới đóng xong. Thì ở trên màn hình của quý vị đó chính là một chiếc máy Asus X507. Thì bây giờ tôi sẽ kiểm tra cấu hình của máy luôn. Đây thưa quý vị, chiếc máy này là chiếc máy Asus X507MA, sử dụng chip Pentium N5000, RAM 4GB. Và đây là viên pin sử dụng cho máy Asus X507 này. Ở đây thì tôi đang còn mấy viên cho nên là tôi view luôn. Và viên pin này sử dụng 3 cell pin 18650 của hãng Pana nhé. Và để thay cell cho viên pin này thì tôi sử dụng 3 cell pin LG MH1 có dung lượng là 3200 nhé. Đây LG MH1. Đấy, để tôi thay cho viên pin này. Cái viên pin mà đang ở trong máy ấy thì nó cũng sử dụng 3 cell pin Pana nhé. Đây tôi vừa mới thay ra đây. Rồi thì bây giờ tôi sẽ đi vào vấn đề chính, xem là với 3 cell pin MH1 dung lượng 3200 này thì chạy trên chiếc máy này được bao nhiêu thời gian. Thì video này tôi cũng đã bật được khá lâu rồi, thì bây giờ tôi sẽ kích vào cái phần thời gian của nó. Đây rồi thưa quý vị, thời gian của nó đang là 3 giờ 57 phút. Vâng, quý vị nhìn không nhầm đâu, 3 giờ 57 phút. Và đây là video mà tôi test thực tế chứ không có gian dối gì cả. Và nếu như mà quý vị nào mà có thắc mắc thì hãy đến đây tôi sẽ test cho quý vị xem từ đầu đến cuối. Vâng, và tuy là viên pin này đã sử dụng được 3 giờ 57 phút nhưng mà bây giờ tôi sẽ xem là hết bao nhiêu phần trăm. Đây, phần trăm của viên pin ở chỗ này. Vâng thưa quý vị, 3 giờ 57 phút mà đang còn những 28%. Ở đây thì viên pin này đang báo là còn 1 tiếng 35 phút nữa. Nhưng mà tôi tính toán thì nó sẽ chạy được thêm 1 tiếng nữa. Vâng, và đây là video test thực tế cho nên là tôi cũng muốn view lên để cho quý vị xem. Và quý vị nào mà có chiếc máy y chang như thế này thì hãy gửi cho tôi làm pin để về quý vị tự trải nghiệm nhé. Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy thì chiếc máy Asus này đã hết pin và tự tắt nguồn. Thì bây giờ tôi sẽ cắm sạc vào và kiểm tra xem là video này đang phát ở tiếng thứ bao nhiêu nhá. Rồi thì sau khi mà tôi cắm sạc vào thì tôi sẽ bật nguồn lên. À mà không, sau khi mà tôi cắm sạc vào thì máy này nó tự mở lên luôn. Vâng, để cho khách quan thì tôi sẽ đợi cho máy khởi động xong. Đây rồi thưa quý vị, bây giờ thì tôi sẽ kiểm tra xem là pin đang sạc bao nhiêu. Đây rồi, nãy giờ là được 1% rồi. Thì bây giờ tôi sẽ mở cái phần video hồi nãy đang phát dở lên. Thì khi mà tôi mở cái cốc cốc lên thì nó hỏi là có khôi phục cái trang lúc nãy không, thì tôi chọn là khôi phục. Và đây rồi thưa quý vị, kết quả là chiếc máy này đã chạy được 5 tiếng 35 phút. Vì khi mà chiếc máy này sập nguồn là video đang chạy ở 5 tiếng 35 phút. Cho nên là sau khi mà tôi bật lên tôi khôi phục lại thì video đang phát lại ở tại cái điểm mà hồi nãy nó dừng lại. Vâng thưa quý vị và các bạn, với 3 viên pin LG MH1 dung lượng là 3200 mAh thì gắn vào máy Asus X507 thì cho khoảng thời gian sử dụng liên tục là 5 tiếng 35 phút. Đây là khoảng thời gian mà tôi test phát video liên tục trên YouTube. Đây là kết quả rất là ấn tượng và tôi cũng rất là bất ngờ với cái thời gian sử dụng lên đến 5 tiếng 30 phút. Tôi có thể nói là 5 tiếng rưỡi cho một viên pin mà chỉ có 3 cell. Và với thời lượng này thì một số anh khách tôi đã làm và tôi đã hỏi thì các anh ấy cũng nói như vậy, nhưng mà tôi chưa thật sự tin lắm. Nhưng mà sau lần test này thì tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng là LG MH1 dung lượng 3200 thật sự rất là đáng dùng thưa quý vị. Vâng, và bây giờ để thuyết phục hơn thì tôi sẽ tháo chiếc máy này ra để xem viên pin bên trong có đúng là tôi lắp pin LG MH1 không nhá. Mời quý vị cùng theo dõi tiếp. Vâng thưa quý vị, và đây là chiếc máy Asus X570. Thì bây giờ tôi sẽ tháo chiếc máy này ra để
quý vị cùng xem viên pin bên trong nhé. Đây rồi thưa quý vị. Vâng, mời quý vị cùng xem. Đây là viên pin LG MH1 mà tôi đã đóng 3 cell vào trong này. Đấy. Và tôi đã chạy xong phần mềm rồi. Viên pin này tôi chạy phần mềm về zin là dung lượng là 3000 mAh. Và đây là 3 cell pin Pana cũ mà tôi vừa mới tháo ra và thay vào đây là 3 viên LG MH1. Vâng, và đây là viên pin LG MH1 18650. Và tới đây thì tôi sẽ nhập về với một số lượng rất rất lớn để phục vụ đóng pin cho anh em. Và nhân đây thì tôi cũng xin gửi lời tới quý vị khán giả, tới quý anh em rằng là bác nào mà có pin laptop bị hư, bị hỏng, bị phồng hoặc là bị khóa dòng xả, dòng sạc mà không sử dụng được hay là sử dụng chỉ được có một thời gian ngắn thôi thì quý vị hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0969 988 500. Và nếu như quý vị nào xem video mà thấy hay mà chưa đăng ký thì quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận thông báo những video tiếp theo của tôi. Và video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Tạm biệt quý vị.